Nếu bạn đang muốn phối màu slide PowerPoint theo các niên đại, giai đoạn lịch sử về trước thì video này sẽ bật mí cho bạn bí quyết. Và mình xin cam kết đây sẽ là kho báu với những bạn nào yêu thích phong cách thiết kế cổ điển. Chúng ta chỉ cần vào trang web colorlip.app, ngay lập tức website sẽ hiển thị dòng thời gian đang chuyển động về phía trước. Chúng ta có thể chọn trực tiếp mốc thời gian cụ thể hoặc nhấn Choose Era để hiển thị toàn bộ các niên đại. Ví dụ mình sẽ chọn thập niên 1940. Chúng ta sẽ thấy được ngay các ấn phẩm thiết kế đặc trưng của giai đoạn này kèm theo bảng màu được sử dụng ở bên dưới. Website này thực sự là điển hình cho câu châm ngôn nói có sách mách có chứng. Và nếu muốn thấy nhiều ví dụ bảng màu hơn, chúng ta có thể chọn Sea Colors. Website sẽ hiển thị hàng loạt những bảng màu mang đậm âm hưởng của giai đoạn này. Và nếu muốn thấy lại ấn phẩm thực tế, chúng ta chọn Sea Image. Tuyệt vời hơn nữa, nếu như muốn chuyển qua các giai đoạn khác, chúng ta chỉ cần nhấn vào hình tròn phía trên hoặc ở phía dưới. Chúng ta sẽ có cái nhìn rất trực quan về sự phát triển thay đổi phong cách thiết kế phối màu giữa các niên đại. Thực sự mình đã không quá lời khi nói trang web này là kho báu đối với những bạn đam mê phong cách thiết kế cổ điển và nền mỹ thuật của thời kỳ phục hưng. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Niceline để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Niceline, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.